Hello, chào mừng anh chị em đến với kênh Quay Thể Thao nha. Bây giờ mình sẽ review tiếp cái vị quay Nitrotech. Này là ISO quay 100%. Đây là 100%, nó ghi như vậy, có nghĩa là 100% quay protein isolate nha các bạn. Đây là thành phần của nó là 97% quay protein isolate. Còn lại là calcium carbonate. Vậy là có 3% kia à. 30g thì có 25g protein. Thì nói chung là cái này cũng muscle tech nha các bạn. Còn cái này là mình nghe đồn á, là cái này của Mỹ là cái chắc rồi, nhưng mà mình nghe đồn thương hiệu này được bán lại cho Trung Quốc hay sao á. Thì cái này thì mình sẽ để thông tin ở bên này, wiki ở bên này cho các bạn coi nha. Hiện giờ mình cũng chưa biết nữa, nghe đồn thôi. Rồi mình pha luôn. Hôm nay là mình uống vào lúc buổi chiều. Hôm nay mình dùng cho buổi xế chiều. Chút nữa mình định hôm nay mình tập tối. Thì mình uống xong rồi mình làm một chút xíu. 8 giờ, ở là 6 giờ mấy thì mình ra mình tập. Bây giờ bạn, có bữa là tập buổi chiều, có bữa tập buổi tối. Có bữa mà khách kêu xếp buổi tối 8 giờ như vậy thì mình phải tranh thủ mình tập buổi chiều. Đó, nói chung là tùy vào khách mà kêu mình ship á. Mấy khách mà gần ở đây nè thì mình toàn tự ship không à. Còn khách mà xa, khách mà không có quy định cái thời gian mà ship á, thì mình dễ dàng mình lựa chọn hơn. Cái này rất là dễ xé nè các bạn. Những cái bột này nó mịn mịn. Bột này rất là mịn nha. Bột này mịn lắm rồi, cho em coi nè. Thấy không? Đó, y chang như EA của Ruan vậy. Bột này mịn nhẹ, mình mịn mà nó nhẹ nhẹ sao á. Mùi mình thổi nó cũng thơm. Thơm như không giống gì ta? Muscle mass hả ta? Thơm giống muscle mass á. Dễ tan không đó. Rót cho bạn coi nha. Thơm lắm các bạn. Thơm nha. Cái này thơm lại à, cái này là giống nó quay lại cái thơm kiểu vị gì ta? Ostrovich isolate đây đây, Ostrovich isolate nè. Đó, bây giờ mình lắc xong mình nghe mùi đó. Thơm nha. Trời rất ngọt các bạn ơi. Nghe nó ngọt lắm. Ngọt nha, ngọt nhiều á. Mình pha 250ml mà nó ngọt nhiều á. Nó không gắt lắm nhưng mà ngọt nhiều. Này, bạn thêm nước chưa? Mà ngọt nhiều nha. Nè, mình làm như nó ngọt hơn. Mình thấy là như là nó ngọt hơn Rua này đó. Rồi, ngọt đó. Ngọt ngọt. Nhưng mà cũng ngon chứ không phải dở nha. Ngọt nhưng mà ngon nha. Rồi. Thì nói chung là xong rồi. Bây giờ mình sẽ kết thúc được ở đây. Thì các bạn cần gì thì liên hệ mình nha. Bạn subscribe để xem những video tiếp theo của mình. Sắp tới mình sẽ làm review Air Ruan mà dạng energy á, có những cái vị mình chưa có làm á thì mình sẽ làm nó. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Mình xin kết thúc video tại đây.